mọi người, Ngân đang ngâm ốc cà na với lại ớt nè. Ngân ngâm bây giờ được 1 tiếng rồi thì Ngân sẽ rửa thật là sạch và sau đó thì mình sẽ để ráo ha. Tiếp theo thì Ngân sẽ cho một ít bơ vào trong một cái chảo. Cái này thì cho nhiều ít nhiều cũng được, nói chung là tùy theo cái khẩu vị của mình thôi. Ngân sẽ cho thiệt là nhiều bơ ăn cho nó béo. Sau khi mà bơ tan chảy hết rồi thì Ngân sẽ cho tỏi đã băm nhỏ vào đây. Ngân phi cho vàng thơm. Xong rồi, bây giờ cho ốc vào đây. Trời ơi, cái mùi nó thơm lắm mọi người ơi. Ngân sẽ trộn đều cái ốc này với lại bơ và tỏi. Cái mùi bây giờ là muốn nuốt nước miếng không kịp luôn á. Nó thơm dã man. Ngân đảo đều một vòng cho nó thấm bơ với lại tỏi đều đó. Sau đó thì Ngân sẽ nêm nếm. Ngân sẽ nêm vào đây 3 muỗng cà phê hạt nêm. Một muỗng canh đường. Và một muỗng rưỡi nước mắm, cái này thì gia giảm theo khẩu vị của mình thôi. Và Ngân cho vào đây 3 muỗng ớt bột. Cái ớt bột hôm nay Ngân dùng là của ớt bột Việt Nam mọi người. Xong rồi trộn cho thật là đều và Ngân sẽ nhỏ lửa lại. Và Ngân đảo trong vòng 15 phút. Tùy theo con ốc nó lớn nhỏ mọi người, tùy ốc nhỏ thì có thể 10 phút là chín rồi. Mình test thử mà mình thấy con ốc mà mình tách ra khỏi cái vỏ được á là con ốc nó đã chín rồi á. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngân. Thì hôm nay Ngân đã làm xong cái ốc cà na xào bơ tỏi siêu cay rồi. Ở đây thì Ngân có ăn kèm với lại bánh mì nè. Cái bánh mì này thì Ngân cũng đã nướng cho nó nóng và nó giòn lại rồi. Bây giờ mời mọi người nha. Lúc mà Ngân xào cái này á, nó nồng cái mùi ớt lên nó, trời ơi, thì nó là hát xì hoài luôn á. Bây giờ chắc ăn thử. Để một con trước nha mọi người. Này, cái nước bơ nó chảy ra ở dưới nè. Em ơi, cay lắm mọi người. Nhưng mà nó béo, nó thơm. Cái mùi bơ á, nó mặn mặn rồi nó ngọt ngọt nữa. Cái này chấm bánh mì là số dắt luôn á. Ngon quá. Ở ngoài đang chuyển mưa luôn mọi người. Mùa này mà ngồi lễ cái mâm này là bao phê. Ăn ốc quá mà mình núp núp cái vỏ ở ngoài á. Tại vì cái bơ tỏi rồi gia vị nó nằm ngoài con ốc hết à. Đó, con cho rất là nhiều bơ luôn. Mm-hmm.
cho miếng rau răm vô nữa nè, bỏ cháy. Cái bánh mì con mua nó đặc rồi, nó có nướng nóng lại rồi á, mà nó cũng có giòn như bánh mì kia được. Đậu á, ở nhà Ngân á mà trời mưa thì không có quay clip được mọi người, nó rất là ồn. Bạn nghĩ là nhà cũng vậy, mưa ồn lắm không quay clip được, mà mấy bữa nay ngày nào cũng mưa, nhiều khi á cầm máy quay lên muốn quay rồi mà trời đổ mưa thôi không quay nữa. Trên cái mùa này là Ngân sẽ ra video rất là thất thường luôn á. Cái ớt bột Việt Nam mình á, nếu mà ăn để ý, nó sẽ cay hơn ớt bột Hàn Quốc rất là nhiều. Hôm nay Ngân dùng ớt bột Việt Nam mọi người, rất là cay luôn á, mà nó nằm nữa. Tỏi nó cháy lên thơm ghê. Cáo cà na này nè, có hôm Ngân đi gặp con to là to luôn. Hôm nay đúng cái ngày Ngân mua quay clip thì gặp con nhỏ mọi người, đúng nhỏ. Cái món này á hả, dễ làm lắm, mà chị em phụ nữ mình là tim nghiện ăn ốc á, ăn cứ khoái ngồi lễ lễ mấy con cái gì nè, mà làm nhanh lắm mọi người. Sao qua sao lại giờ tầm 15 phút, 20 phút à. Ngon nói thiệt á, không phải là mình làm mình tự khen, nhưng mà thấy ngon như ngoài quán người ta bán luôn á. Mà nó còn đậm đà hơn nữa, tại ở nhà mình làm á, mình tự ướp theo cái khẩu vị của mình. Với lại Ngân thích cho bơ nhiều á, Ngân cho nhiều bơ lắm, nên là nó thơm hơn và nó béo hơn. Mấy bữa nay bên Mỹ Ngân xem trên mạng thì Ngân thấy đó hả, nó hỗn loạn luôn á mọi người. Và cái vụ việc mà cái Ngân đọc báo thôi nha, là một người cảnh sát đó kiểu như là làm sao không biết mà chết chết đi cái người da đen, rồi xong rồi ở bên đó nói là phân biệt chủng tộc vậy á. Dân bây giờ dân Mỹ trắng thì không thể ra đường vào lúc sau 6 giờ được, rất là nguy hiểm. Mà Ngân xem thấy mấy tiệm nail của người Việt mình ở bên đó đó bị đập quá trời luôn. Nói thương quá à, năm nay phải nói là cái năm gì luôn á, đủ thứ chuyện hết. Còn con virus corona
giờ thêm cái đó nữa. Thịt con này tươi mọi người, ăn ngọt ghê á. Không lấy được. Cái gấu đậu quay chung với Ngân. Ngân đâu chở quay đâu. Tại vì cái này nó cay lắm, nó đâu ăn được. Wow. Chảy nước mắt nước mũi luôn á. Cay lắm. Mà mọi người có công nhận không? Cay ha, hít hà vậy đó mà thích lắm. Ăn mà kiểu như thiếu ớt một cái chịu không nổi, giống như là ăn cơm không ngon, bữa đó thiếu cái gì vậy? Cái bánh mì chấm vô ngon quá mọi người. Cái nước bơ này có cái nước của con ốc nó ra, nó ngọt nữa. Cái mâm này mà ngồi lễ là chắc một tiếng đồng hồ á. Kiểu mình ra ra mình vừa lễ mình vừa coi phim hoặc là nhậu với hội chị em bạn gì á. Mấy lon bia vô nữa. Ăn mát luôn. Chờ mua.
Ngân sẽ dừng cái video tại đây, tại vì mưa là nó rất ồn, rất ồn, không thể nào mà nói chuyện được. Thì Ngân sẽ kết thúc video tại đây và Ngân rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video. Và ai chưa bấm đăng ký kênh của Ngân thì nhớ bấm đăng ký để có thể xem thêm nhiều video mới. Và bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người những video lần sau.